Một vị khách hàng với nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh bán dầu lạc sạch ngay tại nhà. Và khách hàng đã đặt mua combo 3 dòng sản phẩm bao gồm máy bóc vỏ lạc, máy ép dầu và máy lọc dầu để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình. Và hiện tại Ngọc Nga đã cùng với đội ngũ kỹ thuật viên có mặt tại nhà khách hàng cùng với đó là bàn giao bộ 3 dòng sản phẩm. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao khách hàng lại chuyển đổi sang mô hình kinh doanh dầu ăn sạch và lựa chọn 3 dòng sản phẩm của công ty Bình Minh nhé. Chị thấy là trên thị trường hiện nay là bán nhiều dầu ăn bẩn lắm, bán tràn lan. Thế nhận thấy là bà con lại thích ăn cái loại là dầu thực vật mà sạch, đảm bảo cho sức khỏe. Thế thấy là đây mình tự sản xuất này, rồi là mình tự chế biến thì ép ra dầu sạch thì được bà con ưa chuộng lắm. Với cả cũng là tại địa phương mình sinh sống luôn. Thế nên là thấy là được cái cơ hội kinh doanh như thế cho nên là chị đã phải bảo anh nhà chị là phải quyết định là đầu tư là một cái combo là máy này, cả từ bóc vỏ lạc này, ép dầu lạc này, xong rồi lọc dầu lạc về để có thể là mình sản xuất ra cái dầu thực vật sạch ấy để mình bán cho bà con, bán cho người dân để họ ăn và họ được cái đảm bảo cái sức khỏe. Dạ vâng, thì chị cho em xin hỏi mình một câu ạ, là chị có lý do gì mà lại lựa chọn combo 3 dòng sản phẩm của công ty Bình Minh để có thể chia sẻ cùng với em và các vị khách hàng đang theo dõi video này được không ạ? Ừ, thì cũng chả có gì, thì nhà chị thì có mấy cái ruộng lạc ấy, thì bình thường thì chỉ có bóc bằng tay thôi mà rất là tốn công, tốn sức, với cả là đau tay nữa. Thế nhưng mà bây giờ thì muốn là mua thêm một cái con máy bóc lạc về để cho nó nhanh hơn, nó năng suất hơn, với cả mình cũng đỡ vất vả hơn. Thì may quá là gặp nhân viên tư vấn bên Bình Minh, thế là tư vấn cho cái con máy bóc lạc một quả gió này. Cái con máy này thì chị thấy là sử dụng thì cũng dễ dàng, mà cái tính năng của nó thì cũng rất là thông minh. Đấy, bóc tách vỏ lạc xong rồi lại còn kiểu là vỏ ra vỏ mà lạc ra nhân ra một hai cái cửa nó khác nhau. Là dòng sản phẩm phù hợp với mọi hộ gia đình hay các cơ sở sản xuất chế biến, hiện tại máy đang được lắp đặt động cơ công suất 2,2 kW tương đương với 3 ngựa, đảm bảo 100% lõi đồng bền bỉ, và máy hiện đang sử dụng nguồn điện dân dụng 220V nên sẽ phù hợp với mọi bà con nếu có nhu cầu đặt mua máy. Buồng làm việc gồm có 5 thanh guồng quay bằng cao su để thực hiện nhiệm vụ đập vỡ vỏ lạc, cùng hệ thống 3 mặt sàng cho kích thước phù hợp với củ lạc. Nhờ quá trình bóc tách thông minh nên sẽ hạn chế tối đa việc nhân lạc bị vỡ và chảy xước. Tỷ lệ tách hạt cũng rất cao, lên đến 85-90%. Gia đình nhà anh chị thì cũng tham khảo nhiều dòng máy ép dầu trên thị trường rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì xem nhiều nhất là cái con máy ép dầu của Bình Minh này. Bởi vì là thấy cái con này là nó phù hợp với gia đình nhà mình nhất. Thứ nhất là nó phù hợp với cái tính năng là an toàn, đảm bảo, mà lại ép được hơn 20 cái loại dầu thực vật cơ, mà năng suất cũng khỏe, là từ 20-25 cân trên một giờ. Đấy, với cả là quan trọng nhất là cái con này, máy này này là được là bên em là tự thiết kế sản xuất ở ngay trong nước. Đúng cho nên là rất là đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nên là gia đình rất là yên tâm. Mà giá thành là cũng hợp lý đấy chứ, cũng có đắt lắm đâu. Để mà là lọc dầu như các cụ ngày xưa ấy thì là tốn thời gian với cả là vất vả lắm. Thế cho nên là cái hôm mà nghe tư vấn từ nhân viên của Bình Minh ấy, thế là anh chị là quyết định là chốt luôn cái con máy lọc dầu 15L này của Bình Minh. Mua về để lọc bỏ các cái tạp chất, những cái bụi bẩn mà khi mà mình ép từ cái con máy này ra này. Đúng rồi ạ. Mình sang đây mình lọc đi thì nó sẽ cho ra được cái dầu mà vàng vàng, thơm ngon. Đấy. Thì dầu này là khi mà ép xong thì nó đã chín luôn rồi, là bà con có thể sử dụng được ngay rồi. Đúng rồi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cả chi phí mà hiệu quả kinh doanh cao, nên là bà con là nên mua thêm cả một con máy lọc dầu này nữa nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, và đó là bộ 3 dòng sản phẩm ngày hôm nay khách hàng đặt mua hỗ trợ công đoạn chế biến kinh doanh dầu thực vật sạch tại địa phương. Với sự hỗ trợ đắc lực này thì giờ đây công việc kinh doanh của khách hàng sẽ trở nên đơn giản tiện lợi hơn bao giờ hết. Và đó là những gì ngày hôm nay Ngọc Nga muốn giới thiệu tới quý vị khách hàng. Nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về các dòng sản phẩm xuất hiện trong video ngày hôm nay, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đã được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị, bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị, bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.